hướng dẫn sử dụng giáo cụ số xúc xắc. Trên EduLine, giáo cụ số xúc xắc là một công cụ mô phỏng nhằm hỗ trợ giáo viên trong việc giảng dạy. Bạn hãy chọn vào viên xúc xắc. Viên xúc xắc sẽ được tung lên và sẽ ngẫu nhiên ra một mặt của nó. Với giáo cụ số này, bạn có thể tạo các hoạt động trong lớp học, gọi ngẫu nhiên hoặc giao bài, chọn quà ngẫu nhiên trong lớp, nhằm tăng sự thích thú của học sinh hơn cho bài giảng của mình. Để tìm và sử dụng nội dung, bạn thực hiện như sau. Trước hết, từ giao diện chính, chọn vào công cụ Compound ở thanh công cụ bên trái. Sau đó bạn nhập nội dung tìm kiếm là xúc xắc. Bạn chọn vào giáo cụ số đó. Ngay lập tức sẽ hiện giáo cụ số này ở trong slide. Bạn có thể di chuyển vị trí, phóng to, thu nhỏ tùy theo mục đích. Sau khi chỉnh sửa xong, chúng ta cùng xem thử. Việc sử dụng giáo cụ số sẽ hỗ trợ giáo viên trong giảng dạy qua các công cụ mô phỏng để học sinh hình dung dễ hơn. Tiết kiệm thời gian, tiết kiệm công sức với công cụ giáo cụ số của EduLife. Chúc bạn thao tác thành công! EduLife.